Chiều ngày 18 tháng 2, tại phòng khám đa khoa Quang Hà, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, hai bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã được xuất viện. Bệnh nhân thứ nhất là chị N, 30 tuổi, ở trong nhóm 8 công nhân từ Vũ Hán, Trung Quốc về nước ngày 17 tháng 1. Đoàn này có 6 người nhiễm nCoV là nguồn lây bệnh tại Vĩnh Phúc. Bệnh nhân thứ hai ra viện là chị B, 42 tuổi, mẹ của một trong những công nhân mắc bệnh trong đoàn. Hai bệnh nhân này là hai trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên và được điều trị khỏi tại cơ sở y tế tuyến huyện. Được biết, dù không có biểu hiện bệnh, nhưng do đi về từ vùng dịch nên chị N được cách ly sớm tại trung tâm y tế huyện Tam Đảo. Sau khi mẫu bệnh phẩm của chị xét nghiệm dương tính với nCoV, chị đã được chuyển đến phòng khám đa khoa khu vực Quang Hà và điều trị cách ly trong vòng hơn 2 tuần. Trong lễ xuất viện, vui mừng và hạnh phúc là cảm xúc của hai bệnh nhân khi đã được chữa trị khỏi và trở về với gia đình. Là một trong những bệnh nhân đầu tiên được chữa trị khỏi tại tuyến huyện, chị N đã không khỏi xúc động, gửi lời cảm ơn và lời xin lỗi tới ban ngành y tế, địa phương và cộng đồng vì mình đã chịu vất vả. Các y bác sĩ là rất là quan tâm đến bọn em, từ giấc ngủ đến ăn uống sinh hoạt, là lúc nào các bác cũng sẽ hỏi là có thiếu cái gì không, hoặc là ăn uống thì có ngủ nghỉ được không, nếu mà có vấn đề gì thì mình sẽ ý kiến luôn với cả các bác đấy, hoặc là các chị y tá. Mọi người từ tất cả, từ trên Tam Đảo đến xuống thế này thì em cảm thấy, mặc dù là mình khi mà về đến đây thật sự là bọn em không biết là mình mắc cái này, và cũng không biết, không mong muốn là mình mắc cái này, nhưng mà khi đã mắc phải rồi thì lúc đầu là rất là buồn, vì bọn em mà đã ảnh hưởng rất là nhiều đến mọi người, từ tất cả, không chỉ riêng đến gia đình mà cả nước, làm cho các bộ y tế, các ban ngành rất là vất vả trong cái thời gian qua. Từ Tết đến giờ có những người đã không được nghỉ Tết, phải trực ban ở bệnh viện, hay là các đồng chí, các chiến sĩ công an, bộ đội không quản ngày đêm vất vả, trời rét phải trực ban. Giờ là qua đây em muốn gửi lời cảm ơn và lời xin lỗi chân thành đến tất cả các ban ngành, các y tế đã thời gian qua quan tâm đến bọn em. Em cảm ơn. Hai ca bệnh được chữa trị khỏi ở tuyến huyện cho thấy công tác cách ly, phân tuyến điều trị của Bộ Y tế Việt Nam rất hiệu quả. Phó giáo sư tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, Bộ này đã phân tuyến điều trị ở các cấp theo phương châm 4 tại chỗ, đó là phát hiện, chẩn đoán, cách ly và theo dõi được tổ chức ở các tuyến, đặc biệt là tuyến huyện, là tuyến cơ sở đầu tiên. Các bác sĩ cũng khẳng định, phác đồ hướng dẫn điều trị dịch bệnh nCoV của Việt Nam đến nay vẫn phù hợp và có hiệu quả. Tính đến ngày 19 tháng 2, thế giới có 75.202 ca nhiễm nCoV, trong đó có 2.010 ca tử vong. Tại Việt Nam có 16 ca nhiễm, chưa có ca tử vong nào, và trong đó có 14 bệnh nhân được điều trị khỏi và xuất viện. Số còn lại đang trong quá trình hồi phục và có thể sẽ được sớm ra viện.